Xin mến chào quý vị và các bạn. Sau khi nhận thưởng ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái cùng người thân đã thuê xe về Trà Vinh, nhưng chưa dám về nhà mà phải ở khách sạn gần nhà. Theo tìm hiểu, sau khi lĩnh giải thưởng 92 tỷ đồng, chưa trừ thuế, cho tờ vé số độc đắc, 16 giờ ngày 18 tháng 10, ông Nguyễn Quốc Thái, 58 tuổi, ở khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh, đã thuê xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Thái cùng người thân đã về đến Trà Vinh. Tuy nhiên, không về nhà mà thuê phòng ở một khách sạn tại Bến Có để tránh sự làm phiền của mọi người. Tới sáng 19 tháng 10, gia đình này vẫn ở khách sạn chưa trở về nhà. Trong khi đó, từ tối 18 tháng 10, chính quyền phường 8 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã cử nhiều bảo vệ dân phố và dân phòng túc trực tại nhà ông Thái và các khu vực lân cận. Ông Trương Văn Hiếu, thành viên tổ bảo vệ dân phố khóm 7 phường 8 thành phố Trà Vinh cho biết, nguyên nhân vợ chồng ông Thái chưa về nhà vì một ngày trước đó, rất nhiều người cơ nhỡ tập trung trước cổng. Họ ngồi dọc theo hai bên đường, kéo dài đến ngã ba chợ Sâm Bua. Gia đình ông Thái sợ những người ăn xin và người nghiện ma túy làm liều, nguy hiểm tới tính mạng. Ông Hiếu cho biết, trước đó chị Nguyễn Thị Ánh Đào, 32 tuổi, con ông Thái, ra phụ giúp chị ruột buôn bán. Thiếu phụ bán thịt heo này được cho là mua tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 giải Jackpot của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, Vietlott. Tổng giải thưởng của lần 39 xổ ngày 16 tháng 10 lên đến 92 tỷ đồng. Sau một đêm cả nhà mất ngủ vì vui mừng, ngày 17 tháng 10, chị Đào đưa cha mình tờ vé số may mắn để ông Thái lên thành phố Hồ Chí Minh nhận thưởng. Chiều 18 tháng 10, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 cho ông Thái và ông này đã phải đeo mặt nạ để nhận thưởng.